Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Hoàng, chuyên viên đầu tư của ATC Việt Nam. Thì hôm nay tôi trình bày đến quý vị nhà đầu tư về cây tre, triết lý về cây tre và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán. Thì cây tre có một đặc điểm là gì ạ? Khi mà chúng ta gieo trồng một cây tre xuống dưới đất bằng một cái măng, thì đây cây nó sẽ lớn tầm này và bộ rễ nó khoảng này. Sau một năm chờ đợi, rễ bắt đầu lớn dần ra. Nhưng khi chúng ta đứng ở phía trên, trên cao nhìn xuống, thì cây tre vẫn chưa hề lớn thêm một tí nào cả. 2 năm, 3 năm, 4 năm, mất 4 năm để cây tre chỉ phát triển bộ rễ. Và sau đó trong 6 tuần cây tre vụt cao lên 20-30 mét. Từ sự kiện cây tre thế này thì chúng ta có ứng dụng gì trong đầu tư chứng khoán? Đó là chúng ta luôn luôn cần sự kiên trì, nhẫn nại và có niềm tin vào việc mình làm. Mọi công việc bạn làm đều chưa có thành quả ngay, nhưng hãy cứ tiếp tục thực hiện theo chiến lược đặt ra từ ban đầu. Đối với cả tài chính cá nhân cũng vậy, để phát triển những hạt giống tiền thì chúng ta cần phải có, chúng ta cũng bắt đầu có hai nguồn, một là human capital, hai đó là financial capital. Đối với những người trẻ thì cái human capital thường rất là thấp. Để nâng cao cái giá trị human capital, nâng cao giá trị bản thân, thì thông thường chúng ta phải học, phải rèn luyện kiến thức mỗi ngày. Và cho dù thực hiện như vậy thì sau 1 năm, 2 năm hay 3 năm, bạn vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt với bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, khi thời gian đủ dài, bạn sẽ ngày càng kiến thức sâu rộng, sự tự tin tự nhiên sẽ đến và cơ hội sẽ mở ra. Đó chính là lúc mà human capital có thể phát huy. Có một nhà triết học nói câu như này: hãy theo đuổi sự ưu tú và thành công sẽ theo đuổi bạn. Như vậy, bạn mỗi ngày, giả sử như mỗi ngày bạn chỉ cần thực hiện đọc 20-50 trang sách, thì một tháng có thể đọc được 3 cuốn sách, một năm là 36 cuốn và 5 năm là 180 cuốn. Càng ngày sự khác biệt giữa người đọc sách và người không đọc sách sẽ ngày càng xa đấy. Thứ hai, đó là khi đầu tư chứng khoán, trong đầu tư chứng khoán thì mọi thứ cần có thời gian để những hạt giống tiền gieo ngày hôm nay đem lại thành quả. Nếu chúng ta tự tin ở mô hình của doanh nghiệp này, tự tin ở ban lãnh đạo này, thì việc gì chúng ta phải bán cổ phiếu khi giá cổ phiếu không tăng như mong đợi? Việc nhà đầu tư chứng khoán thì nên tập trung vào 3 việc: xác định mô hình kinh doanh có bền vững hay không, ban lãnh đạo có ưu tú hay không, và giá cả mua có hợp lý hay không. Khi đã đủ 3 yếu tố, đủ niềm tin vào doanh nghiệp, công việc nhà đầu tư chứng khoán rất nhàm chán, đó là ngồi đợi. Ở đây có một hình ảnh về cụ Warren Buffett. Warren Buffett thì chắc mọi người cũng biết rồi, là cụ là người đầu tư chứng khoán giàu nhất thế giới. Cụ có nói câu như này: dù bạn có tài năng hay nỗ lực nhiều thế nào đi chăng nữa, thì có một số việc muốn giải quyết vẫn cần có thời gian. Bạn không thể khiến một đứa bé chào đời trong vòng 1 tháng bằng cách làm 9 người phụ nữ cùng mang thai được. Vâng ạ, thì hôm nay Tuấn đã trình bày đến quý vị nhà đầu tư về triết lý cây tre và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán, tài chính cá nhân. Thì rất hy vọng được gặp lại quý vị nhà đầu tư thời gian sắp tới ạ. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.